ấy á, thằng Điền Quân nó có một cái nhà hàng nằm ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây, đây là cái nhà hàng gì? 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, gọi là nhà hàng Nón Lá. Ở đây toàn là tuyển gái. Và gái này để phục vụ cho ai vậy? Điền Quân. Và đã có biết bao nhiêu người, và kể cả người trong cuộc cũng nói cho tao biết cái bãi đáp nằm ở đâu. Mày làm gì vậy? Mày có phải là Tú Ông không? Mày trả lời đi Điền Quân. Mày là thằng chùm của showbiz đúng không? Ai muốn lên muốn xuống là do mày. Và mày nắm tất cả các anh em YouTube, và còn một nghề tay trái của mày làm nữa. Hôm nay tao phải knock out mày luôn. Là bởi vì có một nạn nhân ở trong cuộc. Tao nhắc tên thì chắc chắn là mày sẽ không quên đâu. Đó là cô Thanh sinh năm 92. Mày đã gả bán cho người ta như thế nào để giờ này người ta ôm một đứa con cho một quan chức đúng không? Đây là sự thật nha quý vị. Mày là Tú Ông phải không Điền Quân? Đúng không? Phải cái nhà hàng của mày là hàng nhà hàng Nón Lá không? Và đã có nhiều nhân chứng đi tới đó chơi như thế nào rồi. Và kể cả có một người sẵn sàng làm nhân chứng. Không lạ gì cái đám tụi mày đâu. Có thể là người dân chưa biết, nhưng hôm nay tao nói cho tất cả mọi người biết. Mày chuyên môn dẫn dắt gái chân dài đúng không? Mày có làm Tú Ông không vậy? Ngoài cái nghề mà mày đi làm truyền thông ra, mày có làm Tú Ông không? Mày có cái nhà hàng này thử để mà dẫn dắt gái cho các cái quan chức tới đó chơi không Điền Quân? Và cái bãi đáp của mày ở đâu á? Mày muốn tao nói ra luôn không Điền Quân? Quý vị nghe có sốc không quý vị? Đã quất là phải quất cho bằng nát. Đã chơi là phải chơi cho bằng chết. Đúng không? Vậy thì ngoài cái chuyện đó ra, mày còn là thằng Tú Ông nữa. Có không Điền Quân? Nếu mà mày nói không á, sẽ có người đứng ra làm chứng liền. Quý vị nghe sốc không? Toàn những chuyện động trời. Đúng không? Bây giờ á, truyền thông đưa lên là nhờ ai? Sống chết là nhờ mày. Đúng không? Thì bây giờ á, tao phải lột trần trụi mày ra trước công chúng á, là bởi vì sao? Mày có quá nhiều quan chức bảo kê cho mày, vì là mày vẫn đi chơi gái. Mày bao gái cho chơi. Tao dám nói trước công chúng nè. Cho nên á, có cái gì là bảo kê cho mày bưng bít hết. Trong cái xã hội này bây giờ nó là như vậy sao? Chẳng lẽ tao nói đây mà công an không biết? Quý vị